Và xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 4, Phạm Thức Audio vừa lau chùi vệ sinh xong chiếc lọc xì Pioneer SG70. Đây là một trong số những chiếc lọc xì khủng này, rất khủng của Pioneer, đầu bảng của Pioneer đấy. Nó được thiết kế 12 cần gạt một vế. Đây, dải tần của nó là xuống đến hẳn dải tầm tận siêu âm trầm, xuống là đến 16.000 Hz. Anh em hình dung ra cái quả súp của mình nó mới đang đánh được từ 20 Hz trở lên. Mới đang đánh từ 20 Hz trở lên. Thế mà cái con này nó có thể giã được từ 16.000 Hz. Súp là 20 Hz trở lên là cái súp mà nó gọi là súp siêu trầm của Nhật đấy, thằng bãi đấy. Chứ còn mấy quả súp hội trường hoặc là mấy quả súp súp điện mà của mấy anh loa sân khấu ấy thì dải tần của nó chỉ xuống khoảng chừng tầm đến 40 mấy thôi, nếu em nhớ không nhầm, chứ không xuống sâu được đâu, như mấy con audio king chẳng hạn thì nó xuống không sâu được đâu đấy. Còn dải tần siêu tép của con này lên đến gấp bội luôn, 32.000 Hz. Bình thường những con quay khác chỉ lên được đến 16.000 Hz kịch khung rồi, hoặc 16.5, thì chiếc này nó lên được đến 32.000 Hz. Có nghĩa là cái giải này nếu anh em nào sợ cháy tép thì hạ nó xuống nha. Đấy, hạ sâu nó xuống. Nếu anh em nào muốn tép nó siêu lì xì, anh em mình gạt nó lên thì cái loa của mình nó sẽ phát ra được những chất âm như thế. Nói chung là dòng Pioneer SG70 thì nó là dòng có số rồi. Cái thứ hai nữa, nó là một dòng có khổ mặt phay nhôm 42 rộng và cao, rộng là 42, cao của nó là 13,8 cm, để rất vừa tất cả các âm ly Pioneer. Đấy, hiện tại em giờ bên dưới đang là con âm ly Pioneer 7900. Vợ béo chồng gầy. Đấy, trông cũng yêu ấy chứ. Và đây là phần ruột gan của máy, bên em vừa vệ sinh xong và đang test. Đấy, máy rất chi là hồng hào, máy hồng luôn, hồng lư đấy, sản xuất từ những năm thập niên cuối năm 70 đầu năm 80. Thế mà cái dòng này giá độ đẹp của nó gọi là lì lợm luôn, thằng bãi về rất đẹp. Mã số seri của nó là 00152, nghĩa là mã số seri của cái khung nhá, còn mã số seri của cái máy nó lại khác anh em này. Đấy, mã số seri của tổng thể máy thì nó là 005443M. Đấy, cái khung này nó được sản xuất ở một nơi khác và máy nó lắp đặt lại thành phẩm thành một nơi khác. Con này sử dụng điện 100V và công suất của nó là 25W. Nó sử dụng dòng điện từ 50-60kHz. Như này thì ở Nhật hay ở Việt Nam thì dòng điện này nó vẫn là thế. Đấy, nó còn có cả cái bản đồ này, bản đồ để hiển thị cái đường tín hiệu vào đây này, in vào này, ớt ra này, đấy, in vào ớt ra đấy, cổng rác, cổng táp, on up đấy. Anh nào hiểu về sơ đồ thiết kế bản vẽ thì nhìn cái này phát sẽ hiểu luôn, để mình tìm con đường để sửa chữa. Đấy, dòng Pioneer thì nó luôn luôn dùng những con tụ trở cản của nó là bằng đây, nằm trong cái ống thủy tinh bọc này, ống nhựa bọc thủy tinh này. Nguồn của nó thì được sử dụng nguồn sexy ánh vàng. Đấy, cái phần đế bên trong nó còn đẹp đến nỗi như này, anh em nhìn thấy soi gương được luôn này. Còn nắp của nó thì đây, mà nhìn đây, đẹp lung linh. Giá chiếc lọc xì này thì bên em xin công bố ra với quý vị các bạn là tổng thể cái lọc này là 7.800.000. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định nhé. Chiếc lọc này hiện tại bây giờ em đang còn 2 chiếc, thì chiếc này đẹp nhất. Anh em chung kết thì liên hệ đến bên em, đặt cọc trước cho bên em 1.000.000, em sẽ ship COD nốt lên cho anh em nhé. Còn con âm ly Pioneer 7900 bên dưới này thì giá của nó là 4.500.000 nhá.
Vâng, thân ái và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Mọi thông tin anh em xin liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, Phạm Thức Audio, số điện thoại 0972 192 087. Rồi, thank you anh em.